Với sự tham gia của các diễn viên Quỳnh Tông Trạch, Trung Gia Hân, Quỳnh Hạo Nhiên, Lương Liệt Duy, Trương Gia Nhi, Chu Thiên Tuyết, Tưởng Gia Mân, Tần Hoàng cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất Quỳnh Chỉ Thanh, diễn viên lồng tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Huy Hồ, Khánh Văn, Thùy Trang, Ý Nhi, Bình Nguyên, Hoài Bảo, Anh Luân. Kỹ thuật lồng tiếng Khởi Minh, Ngọc Phấn, Cẩm Thuận, Thanh Liêm, Đình Luân. Cảnh khuyển ba đã. Tập 1. Liên vật nghiệp. Nè, bạn đủ tiền hết chưa vậy? Lúc 10 giờ đem tới đường hẻm xanh. Khốn nạn mà. Tài xế của mộ tiền tình đang giúp bà ấy mang hành lý lên xe. Xem ra bà ta đã biết được chuyện bại lộ, muốn bỏ trốn. Mình của tôi chưa xong, anh kéo một chút đi. Sao kéo đây? Dùng xe kéo đi kéo à? Không vậy. À, xin lỗi nha. Anh biết lái xe không? À. Anh không biết lái xe thì phải cẩn thận hơn chút chứ. Lỡ như đụng trúng người hoặc là làm mình bị thương cũng không có tốt lắm đâu. Thật là xin lỗi. Bởi vì tôi phải đến sân bay gấp, nhất thời sơ ý, quên mất là đường nhỏ ra đường lớn phải nhường xe. Trùng hợp vậy. Tôi cũng cần tới sân bay gấp. Vậy à? Hay là tôi chở cô luôn? Làm xe cô bị hư như vậy, cái này là việc tôi phải làm mà. Quyết định vậy nha. Nếu không thì tôi cảm thấy ái ngại lắm. Được rồi. Ê nè, sao lấy xe của tôi vậy? Ê,
lái xe kiểu gì vậy? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mày. Mau đền đi, mau đền đi chứ. Nè. Chúng ta đang đi đâu vậy? Ra sân bay. Bộ sân bay đi đường này hay sao? Ơi, tôi thật là ngớ ngẩn quá. Tôi quên mất là sân bay đã dọn đến Xích Lập Giác rồi. Tôi còn tưởng là ở Khải Đức nữa chứ. Không phải anh chứ, tôi phải đến sân bay gấp đó. Tôi xuống xe đây. Ở đây không xuống được đâu. Nè, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chở cô quay lại sân bay Xích Lập Giác liền. Tôi tin anh hết rồi đó nha. Nè, đang ở đâu vậy? Tôi tới rồi nè. Anh cứ đổ chỗ như vậy, bị tên cảnh sát theo đuôi hả? Đúng thì đúng, nhưng mà tôi cắt đuôi hắn rồi. Ở đằng sau anh đó. Mày đó, thằng khốn nạn, làm tao chạy xa tới vậy hả? Giỡn mặt với tao đó hả? Đuổi theo cả buổi. Mày tưởng tao là Thành Long hay sao? Món đồ ở đâu? Cái gì chứ không có. Còn nước không nữa hả? Còn nước không sao? Sa bị. Tôi nhìn thấy ở đây có người đánh nhau, tính là lên đây đánh mạnh giúp yếu thôi. Thì ra là anh hả? Xếp dầu hả? Đã dăng cái USB, không ngờ lại có chiếc xe rác ở đây. Chiếc xe rác lớn như vậy chưa chắc hắn tìm được đâu. 8 năm trước hắn vì muốn bắt tao, đã theo tao suốt 5 năm. Hôm nay hắn từ Vĩnh Sa Cổ đuổi theo đến Thượng Hoàng. Mày đoán coi hắn có tìm được hay không hả? Mộ Tiền Tình sắp sửa bay rồi. Anh tìm được cái USB chưa vậy? Kéo thêm một chút đi, tôi chắc chắn sẽ tìm được mà. Còn kéo nữa? Thật là ngại quá, tôi không phải muốn hối anh, nhưng mà tôi thật sự đang gấp, có thể nhanh một chút không? Được rồi. Xin lỗi nha. Nè, cô thấy sao rồi? Hay là tôi đưa cô đi bệnh viện nha? Tôi không đi bệnh viện đâu, tôi còn phải đón máy bay nữa. Nhưng mà bây giờ chân của cô như vậy. Không sao, không sao. Cô nhìn cô kìa, cô đứng còn không vững nữa mà. Hay là tôi đưa cô tới bệnh viện nha? Tôi đã nói là đón máy bay mà. Cho tôi đưa cô tới bệnh viện đi mà, đi mà. Tôi đã nói là đón máy bay. Anh đi được chưa vậy? Tôi không lấy hành lý nữa đâu. Là tôi khiến cô trở nên như vậy, tôi phải chịu trách nhiệm. Cô để tôi tiễn cô một đoạn. Chết tiệt, tao không để tao tìm được mày sao? Alo Liêm hả? Tìm được cái USB rồi, đi làm việc đi. Bộ Tiền Tình, người ở Thái Bình, tôi nghi ngờ cô lợi dụng chức vị của bản thân để rửa tiền đen. Tôi phải bắt giữ cô. Cô không cần thiết phải nói, trừ khi bản thân cô muốn nói. Sư tỷ, làm ơn đi. Nè. Nè, anh làm ơn trả lại một chút tôn nghiêm cho chiếc xe này đi được không? Cái gì chứ? Cái này gọi là vật giống dáng chủ đó. Vừa nhìn chiếc xe thì biết là người như tôi có rất nhiều trải nghiệm rồi. Giống như lính thiếu gia với anh hay sao? Hả? Chiếc xe mà bị mũi đốt thôi cũng làm lớn chuyện lên nữa. Ở sở cảnh sát không có chiếc xe tàn như anh đâu, cũng không có người nào dám ngồi xe của anh hết. Anh biết mà. Bộ cảnh sát cho chúng ta một chiếc xe, tức là những người nộp thuế ra tiền cho chúng ta một chiếc xe. Tất nhiên chúng ta phải vì bắt bọn cướp, phải làm cho chiếc xe thương tật đầy mình. Như vậy mới không phụ lòng kỳ vọng của người dân chứ. Nhậm nhi, ít nhất anh cũng phải làm lại cái gương này đi chứ. Nói giống như anh vậy,
Bao Công tuần trước á, vừa mới dùng 2 tiếng đồng hồ để mà chửi tôi đó. Nói tôi báo đơn, báo nhiều quá. Bây giờ tôi không còn dám lên tiếng nữa. Nè, nè, lấy cái băng keo da bò giúp tôi băng lại đi. Nè, dùng hết rồi hả? Vậy dùng tay giữ lại trước đi. Cái gì? Giữ nó lại đó. Làm phiền anh cũng cho tôi một chút tôn nghiêm đi có được không? Hai anh em nói cái gì? Nè, nhìn không thấy. Để cao lên một chút. Nhìn thấy chưa? Ờ, được rồi. Tiệm ăn Tô Tư Khắc. Xin chào anh Phí. Anh Phí, uống gì hả? Tôi làm việc, không cần phục vụ tôi. Cậu chủ à. Được. Sao đây? Bác Sâm lại đến đây mua đồ ăn cho vợ tương lai. Anh vợ tương lai và em vợ tương lai hả? Tôi đi làm ngay. Kêu tụi nhỏ làm thì được rồi. Trong chừng vẫn tốt hơn. Cảm ơn nha. Nè, gần đây không phải anh đang cãi nhau với em của tôi sao? À, cho nên mới đi dỗ lại cô ấy đó. Vậy thì trứng ấp la được ích lợi gì đâu. Thì tức là trứng vàng mới có tác dụng chứ. Người đó là em ruột của anh đó. Anh đừng có lúc nào cũng nói cô ấy như ham tiền lắm vậy. Anh có chút lòng tin ở cô ấy có được không? Hả? Hoặc là anh có lòng tin ở tôi có được hay không? Ồ. Anh Phí, 114 đồng. Ờ. Nè, đại thiếu gia, ăn cơm ở tiệm của nhà mình cũng phải trả tiền hả? Tiệm ăn được niêm yết rồi. Kế toán viên kiểm tra sổ sách rất nghiêm khắc, một xu cũng không được thiếu. Thuế lại 86 đồng. Cảm ơn. Không có gì. Cái này đúng thiệt là má của anh ấy, đúng là giỏi thật đó. Tập đoàn lớn như vậy, vừa nhà hàng, vừa tiệm ăn, vừa bánh tây, vừa này vừa nọ, một người phụ nữ giải quyết hết tất cả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng việc thất bại nhất trong cuộc đời của má anh chính là sinh ra một đứa con giống nhanh, lại thích mang theo súng. Mấy chuyện kinh doanh của gia đình không liếc nhìn tới một cái luôn. Sao nó nhiều quá vậy? Gọi cho Thục Châu, kêu cô ấy khỏi cần làm thức ăn khuya. Coffee 한 잔 더 하시겠어요? 제안의 소장 어떻게 하실 거예요? 알로, 바 đã, có chuyện gì? Alo, em hả? Em có thể dọn nồi sớm rồi đó. Liêm có mua thức ăn khuya để mà mang lên nhà ăn. Em tự đúng là hạnh phúc quá. Không biết khi nào mới có người mua đồ ăn khuya cho em ăn đây. Cái này hả? Chà, em muốn làm khó ba đã này sao? Thôi như vậy đi, chờ ăn đi. Như vậy đi. Ba đã đang về đây, anh đợi thêm chút đi. Chắc chắn đợi mà. Cái dây an toàn của tôi bị kẹt rồi, có thể tháo ra giúp tôi không? Đó không phải là thuộc tư sao? Tại sao người đàn ông đó không phải là tôi? Nè nè nè. Cảnh sát. Anh nghi ngờ nơi công cộng có hành vi không lịch sự. Tắt máy, xuống xe, giấy minh thư. Xuống xe đi, mau lên. Tiếng Anh của tôi không giỏi, cũng biết giới tính F có nghĩa là gì rồi. Lúc nãy dây an toàn của tôi bị kẹt cứng, chỉ là kêu người bạn tháo giúp tôi thôi. Cho tôi hỏi là không lịch sự ở chỗ nào vậy, sếp? Không cần nói, vì sếp mà nóng đến sắp sửa muốn đập nát độ xe của tôi chắc chắn là bạn trai cô rồi. Chào cô. Xin lỗi nha. Không sao đâu. Hiếm khi anh xem tôi là tình địch. Tôi rất là vui vẻ. Con nhỏ này, muốn chơi cũng đừng lấy cái này ra chơi chứ. Em đâu có phải chơi em đâu. Em chơi anh ta mà. Từ từ Liêm. Đồ ăn đó. À ơi, Tư à. Cái thằng này.
Tại sao anh lên nhà của tôi vậy? Tìm anh đó. Cảm ơn nhiều. Em mở cửa cho anh ta vào đi Sơn. Anh vốn tự động nói anh ta là bạn của anh mà. Anh ta cũng nói bản thân là người tốt mà. Thì tôi đúng là người tốt mà. Anh im miệng đi. Ra đã anh nói như vậy là không đúng rồi. Anh bóng tự động mua trái dưa gạt ngon như vậy đến đây thăm anh, sao anh có thể nói với người ta như vậy? Khốn nạn thiệt. Sao mà ồn ào dữ vậy? Ồn đến bên ngoài vũ trụ cũng nghe thấy giọng của anh rồi đó. Ba đã. Tụi em đều ở đây hết Sơn. Vậy sao có thể để cho thằng này đi ra đi vào như vậy chứ? Nãy giờ em trong phòng chơi game chứ đâu. Nghe nhạc. Tại sao phải biết bên ngoài xảy ra chuyện gì chứ? Tính cảnh giác của tụi em thấp như vậy, để thằng này giết xong em cả rồi, rồi giết luôn hai tụi em, rồi dọn luôn nguyên căn nhà đi cũng được ha. Anh đâu cần nói quá như vậy. Tôi là một người tốt bụng lắm. Đi theo tôi. Okay. Xé dầu quả. Cái thằng khốn nạn này của đi. Anh có biết người đưa tin được gọi là người đưa tin là bởi gì? Bởi vì không phải là bạn bè. Bởi vì chỉ có bạn bè mới mua dưa gang lên nhà của bạn bè mà thôi. Còn người đưa tin là không thể nào, không có nên, không thể được. Mua dưa gang lên nhà của cảnh sát mà. Tôi biết. Nhưng mà anh hai của tôi được thả ra tù rồi đó. Tôi biết. Đúng rồi đó, anh ta chắc chắn sẽ tìm tôi. Vậy tôi không tìm anh, tìm ai đây chứ? Thì anh càng không nên tới đây tìm tôi rồi. Cả nhà tôi đều là em gái, nếu như liên lụy tới bọn họ, không chỉ là Sa bị muốn giết chết anh, tôi cũng sẽ giết chết anh luôn đó. Bây giờ muốn trở mặt rồi có phải vậy không hả? 8 năm trước, anh ép tôi tiết lộ, anh tôi sắp sửa chạy trốn. Người anh bắt được rồi, công anh cũng nhận rồi. Bây giờ tôi sắp chết rồi, anh mặc kệ tôi chết hả? 8 năm trước anh giúp tôi còn nhớ, còn vụ ném đồ trên cao này xuống xem như tôi không nhìn thấy, quê đi. Còn nữa, anh muốn tôi giúp anh thì anh hãy nói với tôi vụ của mộ tiền tình để tôi biết nhiều hơn một chút. Thì tôi nói rồi mà, bà ta là dùng từ thiện giúp ăn nhóm của mình rửa tiền đen đó. Anh thật sự không biết Sa bị muốn cướp cái cuốn sổ đó để uy hiếp 4 băng đảng lớn, giúp bản thân đứng dậy trở lại đó, biết không? Chuyện lớn vậy thật sao? Chuyện lớn vậy thật đó. Sáng nay tôi vừa mới đánh nhau với Sa Bì xong nè. Anh nhìn xem, thương tật đầy người đây nè. Cũng may cũng giật lại được cái USB. Nhưng mà bây giờ Sa Bì chắc nóng muốn tức điên lên. Chết rồi. Vậy là tôi khai mộ tiền tình ra là hại anh ấy nữa sao? Đúng đó. Cho nên là giúp tôi theo dõi sát vụ này đi. Đưa tôi bắt hắn vào tù một lần nữa, vậy thì anh không cần sợ anh ta trả thù anh nữa rồi. Giúp anh bắt anh ta vào tù nữa hả? Ừ. Có phải anh không vậy? Tôi đến tìm anh để anh cứu tôi khỏi biển lửa đó. Anh làm ngược lại, bắt tôi về chịu trận. Anh bị điên hay là bị khùng vậy? Đúng là dù sao cũng là anh của ảnh mà. Nhưng mà anh ta cũng quen rồi. Vậy thôi. Bác Sơn, bác Sơn. Sao đây? Tôi hẹn xem phim với bạn gái rồi. Hay quá. Tạm biệt. Dạ, yes. Tạm biệt, tạm biệt. Ba đã. Dầu quả. Tô Tư Khắc. Sếp Dầu quả. Hai người họ vẫn chưa có lên tiếng, còn ngồi ở đây kìa. Cô chủ tương lai. Im miệng. Thiếu gia của bác ngày nào chưa từ chức thì tôi không phải là cô chủ của bác.
Từ đầu em quen biết anh, em cũng biết anh là cảnh sát rồi mà. Làm cảnh sát nguy hiểm như vậy, khi em còn nhỏ đã mất ba và má rồi. Em không muốn tương lai cũng phải làm quả phụ. Kiếm cớ. Anh muốn nói em tham tiền phải không? Nói em ép anh từ trước là muốn anh quay về kế thừa gia sản phải không? Đúng vậy. Thì sao hả? Ngày đầu tiên anh quen em thì em đã tham tiền như vậy rồi. Anh biết rõ anh có thể đi từ chức, quay về nhà giúp đỡ, có thể cho em cuộc sống tốt hơn, nhưng anh chết cũng không chịu. Thực chất anh không yêu em. Anh cũng có thể nói là em không yêu anh. Em hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận của anh. Anh thích làm cảnh sát, anh không muốn nhờ vào gia đình. Vậy thì không có gì để nói rồi. Chúng ta không ai yêu ai nữa, được không? Phim đã xem xong rồi, trả lại cộng sự cho anh đó. Xếp về quả. Không cần nói nữa, em phải đi câu một con rùa vàng khác. Thì hứa công tử đi. Hứa công tử đã kết hôn rồi mà. Nhưng anh ta kết hôn rồi cũng thường xuyên hẹn em đi du thuyền mà. Ba đã, khuya vậy còn đi đâu? Tìm bạn trai của em đó. Em đi lâu như vậy rồi, anh tưởng anh ta còn ở Tô Tư Khắc sao? Em đúng là cua trai không biết lòng của trai mà. Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, sao mà Liêm yên tâm đem về nhà một mình chứ? Tất nhiên đi theo phía sau em rồi, chờ em lên nhà luôn, vào luôn trong phòng mở luôn đèn mới đi rồi. Thật là đần độn. Thục Tư nè. À, tôi muốn nói cho anh biết, sáng mai có đợt hàng mới về đó. Không phải chứ, đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại tới nói mấy cái chuyện này thôi à? À, tôi chỉ lo lắng là sáng mai hàng đó vừa đặt lên quầy, anh không có mua được, cho nên khuya vậy cũng thông báo cho anh biết. Xin lỗi nha, tôi không phiền anh nghỉ ngơi nữa. Tạm biệt. Nè, trước đó anh cãi nhau với em Tư, 2-3 ngày đã dỗ lại nó rồi, sao lần này lâu quá vậy? Tôi không muốn lừa dối nịnh hót Thục Tư nữa. Anh biết tôi sẽ không có từ chức mà. Thật ra anh có phải chắc chắn Thục Tư vì tiền mới ở bên tôi hay không vậy? Tất nhiên rồi. Ý của tôi tức là nói nó, khi mà lúc ban đầu đúng thật là vì tiền mới hẹn hò cùng với anh. Nhưng mà hai người cũng đã 4 năm rồi, 4 năm nay tôi nhìn thấy được nó càng ngày càng nghiêm túc rồi đó. Thật hả? Đối với con chó 4 năm cũng còn có tình cảm mà. Nói đùa thôi. Tức là vậy, tính của em ba của tôi đúng là nó ham tiền thật, nhưng mà nó còn ham những cái khác nữa. Đơn giản hơn nữa, nếu như em Tư muốn tìm người khác thì nhất định phải tìm một người giàu có hơn anh, đẹp trai hơn anh, tính cách thì phải tốt hơn anh thì nó mới đổi. Vậy là tôi nên vui hay không vui đây? Đi uống thôi. À, Đại Phi nè, anh không phải đó chứ? Tôi bị người ta truy sát tới tận nhà rồi. Bây giờ anh chơi bất tính với tôi hả? Đang tới, đợi chút đi. Cái tên Đại Phi chết tiệt đó không biết đi đâu rồi nữa. Tôi thật sự nghi ngờ là hắn ta đã đi tới chỗ khác kiếm ăn rồi. Thì anh đúng là kiếm chuyện làm mà. Nếu quan tâm bóng tự động thì tối qua đừng đối xử với anh ta như vậy chứ. Cái tên bóng tự động đó kiến đầy người mà còn lăn lên nhà của tôi nữa. Tới khi đó thật sự làm hại tới em của tôi thì coi anh có còn nói gì hay không.
Anh, tao đã kêu mày đừng có gọi tao như vậy mà. Con người em thường danh mồm danh miệng, em không dám được. Vậy 8 năm trước mày bán đứng tao, có phải do danh mồm danh miệng không? Nhìn bộ mặt chó chết của mày kìa, đúng là chỉ như một đống rác. Đi đứng kiểu gì vậy? Anh Đại, tôi muốn giết tôi kìa, cứu tôi với. Sư huynh ở dưới đó có sao không? Không sao, không sao. Sợ cảnh sát hoàng dương. Anh Bao, nè, đang làm cái gì đó? Ý, lại là xe xịn đó nha, lại đổi xe mới hả? Thì cũng là xe cả thôi. Lúc trước tôi cũng thích bộ xe này muốn đổi nữa đó, nhưng mà bà xã tôi không có cho. Phải học cách nịnh vợ đi chứ. Ý, tôi thì thích xe này hơn đó nha. Chà, may là chưa có đổi xe đó, đúng là phải gọi điện cảm ơn bà xã mới được. Anh làm ơn đi, xe vừa mới thay nệm mới, lại còn bị xước nữa, làm cho tôi buồn ngủ muốn chết rồi, làm giảm hết chỉ số tinh thần của tôi rồi. Vậy thì ngày mai anh tự đón xe buýt đi. Thôi không cần đâu, anh lấy xe chở tôi đi là được rồi. Dầu quả của giỡn. Sếp, lên phòng gặp tôi ngay. Yes sir. Hai người các cậu, ngày đầu tiên làm cảnh sát à? Hai người các cậu tội phạm không bắt được, nhân chứng thì để chạy mất, bản án thì không mở được, còn xe của sở cảnh sát thì bị phá tan tành luôn. Các cậu làm cảnh sát cái kiểu gì vậy? Cậu đó, xe của cậu hai ngày trước mới sửa xong thôi, bây giờ bảo hiểm của sở cảnh sát sắp bị một mình cậu xài hết rồi. Đầu lý nào như vậy? Hắn ta muốn giết chết Đại Phi, còn xém chút nữa hại chết một công nhân xây dựng, vậy cũng không mở được bản án hả? Đại Phi vốn dĩ là không nhận ra hắn. Tình lái xe đeo cái mũ bảo hiểm lớn như vậy, xe mô tô đó là xe ăn cắp. Người đưa tin của cậu, cái bóng tự động mất tích, cậu dựa vào đâu nói người đó là sao bì chứ hả? Nhưng mà hai người các cậu làm cho đường phố náo loạn, thì phần báo và tạp chí nào cũng lên án dữ dội kia kìa. Bây giờ thì người dân ở đó đang gân cổ lên khiếu nại chúng ta. Các cậu dạy tôi đi, làm sao ăn nói với sếp lớn đây? Hoặc là anh có thể nói với sếp lớn mà. Sếp chính là muốn chửi cậu một trận, là muốn cậu gánh tội. Người ta không phải muốn xin ý kiến. Không bao giờ nghe thôi lệnh cả, tự tung tự tắt. Chưa tới hai ngày đã bị khiếu nại. Hai cậu có phải là muốn nghỉ hưu sớm hay không vậy? Cậu đó,
cậu đó. Tôi biết nhà của cậu giàu, thích đi xe xịn thế nào. Nhưng mà nói tới cảnh sát thì phải nói kỷ luật mà. Không tới lượt các cậu tự tung tự tác, muốn gì làm đó đâu. Sếp, tôi muốn hỏi là vụ án này với việc nhà tôi giàu và việc có nhiều xe xịn có liên quan gì sao? Cậu còn nói như vậy nữa. Trước đây cậu không có điên như vậy. Từ sau ngày mà cậu đi chung với tên dầu quả này thì hai người điên chung một đám. Còn cười. Hai người cũng biết rồi đó. Sếp lớn thì sắp tới tuổi nghỉ hưu, sếp lớn mới thì sắp lên nhậm chức, quan mới lên thì thường dò xét đủ thứ. Tôi không biết tới lúc đó làm sao bảo vệ các cậu. Anh có từng bảo vệ chúng tôi sao? Hai người nói cái gì? Chúng tôi nói cảm ơn sếp đã quan tâm. Miễn đi. Thank you sir. Sếp à, có cần đóng cửa hay không? Đóng. Chào mọi người. Hi. Nè, hai người bị bao công chửi xong hả? Lần này cũng xem như là nhanh rồi đó. Xong nhanh dữ vậy sao? Hay là về đi, trà chiều tôi mời. Hey, có uống mười với các cậu nha. Hey, hai người họ vừa mới bị chửi xong, bộ chê còn chưa đủ nữa sao? Hey, tôi thì không nghĩ vậy đâu. Cả cục cảnh sát này đều biết con người của dầu quả vừa chửi là cháy rồi mà. Chỉ có củi dởm là trị được cậu ta thôi. Tôi nhất định phải trụ vững, bỏ hết mấy khúc củi trên da đây để thoát khỏi biệt danh củi dởm này. Tốt lắm. Anh Liêm à, anh đừng như vậy mà. Đeo lại dầu quả làm bén lửa hết cái sở cảnh sát này vẫn không bén được anh, nên anh mới bị gọi là củi dởm thôi. Nhưng thật ra anh không dởm đâu. Anh tuyệt đối đừng để trong lòng đó. Nè, anh đó cứ liên lụy cho đồng đội, có biết hai chữ hối hận viết như thế nào không? Anh Liêm, tôi đã nói anh ta giúp anh rồi, anh đừng có giận dỗi nữa nha. Cảm ơn cô. Tôi cũng phải cảm ơn cô. Nếu như cô thật sự muốn giúp anh Liêm thì làm phiền cô giải quyết tập hồ sơ này giúp. Tại sao chứ? Tại vì chúng tôi phải đi tìm bóng tự động. Bóng tự động đang bị anh trai hắn truy sát, bây giờ không biết lăn đi đâu rồi. Nhưng mà nếu không có khẩu cung của anh ta thì không kiện hắn được đâu. Chỉ biết tìm mấy người không có râu thì là đầu quăn để mưu tin, không có ai được việc hết. Anh Liêm, anh yên tâm mà đi tìm bóng tự động đi. Tôi sẽ ở lại chỗ này làm người phụ nữ ở phía sau anh. Cảm ơn cô. Đúng điên mà. Alo. Alo, ba đã hả? Hôm nay em có hẹn với người ta, không rảnh về nhà nấu cơm đâu. Hẹn người ta? Hẹn ai vậy? Hẹn với... Trời, nói anh cũng không biết đâu. Bye bye. À, chào cô. Chào cô. Chào em Lạc Lạc, em khỏe không? Em chào chị chủ nhiệm Lê. Ngoan lắm. Mau chào tạm biệt chủ nhiệm Lê đi con. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nhanh lên, lấy xe theo nó. Em gái đi ăn cơm với người ta thôi, có cần làm quá vậy hay không? Nè, đứt đó. Nè, con người em của tôi anh đâu phải là không biết. Nói dễ nghe thì gọi là lòng dạ hiền lành, nói không dễ nghe tức là hay lo chuyện bao đồng. Hỏi nghe chính là còn ngốc hơn là tụi học sinh tiểu học nữa, anh có biết hay không vậy? Anh bóng tự động à? Tiền tôi chuẩn bị hết rồi. Được đó, được đó. Mong là có thể giúp được anh. Cái tình bóng tự động chết tiệt này, em ghét tao mà mày cũng gạt nữa hả? Gì vậy? Lý do mà đã hả? Anh bóng tự động không có gạt em, số tiền này em cam tâm tình nguyện cho ảnh mượn mà. Lần này em bị gạt mà không phải cam tâm tình nguyện bà chứ. Bà đã nói là có người muốn truy sát ảnh, ảnh cần tiền bỏ trốn. Em chỉ mới đi coi một tập phim hạng với anh ta thôi, đã mượn mấy chục ngàn cho anh ta chạy trốn rồi. Bà đã, anh nói vậy không đúng rồi, anh không thể coi thường phim hạng như vậy đâu. Vậy đi, anh lập tức theo tôi về sở cảnh sát báo án. Báo cảnh sát rồi thì anh chính là nhân chứng, cảnh sát sẽ bảo vệ anh, anh không cần phải chạy nữa. Tôi nói cho anh biết nha, tôi không thể có anh gì cầu tiêu đâu. Bây giờ càng không làm nhân chứng gì nữa,
Năm xưa không phải do anh ép tôi làm sao bán đứa anh hai của tôi. Anh có biết 8 năm nay tôi hối hận thế nào không? Tôi làm một lần rồi, tôi không có làm lần thứ hai đâu. Anh hai của anh bây giờ đang muốn lấy mạng của anh đó. Tôi từng bán đứa anh giận tôi cũng phải thôi. Anh trừng phạt tôi là chuyện hiển nhiên. Nói chung tôi không có làm nữa đâu. Anh hai, anh đúng là không đúng rồi. Có ai lại ép người ta bán đứa anh trai ruột của mình? Thường nói anh em tương tàn trời đất không dung, nếu có người muốn bắt em bán đứng anh cũng sẽ không được vui, phải không? Sao anh giống được chứ? Anh không bao giờ làm những chuyện thương thiên hại lý. Thì pháp luật cũng phải có tình người câu mà. Câu nói này chỉ có quan tòa mới có tư cách nói mà thôi, anh và em không có. Bây giờ Bóng Tự Động giống như Di Tiểu Bảo vậy, muốn dẹn cả đôi đường đó. Anh biết em thích làm nhà văn, nhưng mà tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Em biết bây giờ không phải là trong tiểu thuyết. Có phải anh muốn ép chết Bóng Tự Động anh mới vui lòng không? Nè nè, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi. Bây giờ tôi rất là bình tĩnh, là nó làm việc bằng tình cảm mà thôi. Là chủ nghĩa đàn ông của anh tác quái em thôi. Em có phải là muốn bị gạt tới già thì mới vui lòng hay không? Tự em biết tính mà. Coi như chịu em chút đi. Tôi ngày nào cũng chịu chủ nó hết. Thôi tiền quan tài của nó bị người ta gạt hết rồi kìa. Em đừng có nói nữa, bỏ đi mà, cái tên Bóng Tự Động đó. Bóng Tự Động, anh có chạy tới chân trời tôi cũng sẽ mối anh ra. Mai Quế Viên, khách sạn Kim Đô. Cảm ơn nha ông chủ. Sếp Phi, có phải cậu đang tìm Sa Bì không? Có mảnh mối nè. Thật không thể hiểu nổi, nhiều gái tới vậy sao? Anh nói chuyện đàng hoàng chút đi, để Chiêu nghe được là không xong đâu. Không phải là tôi nói loại gái đó, tôi nói người đưa tin của anh kìa. 10 người có 8-9 người là nữ, còn từ 3 tuổi tới 80 tuổi cũng có. Thiệt là anh không làm cảnh sát nữa thì làm má mì cũng được đó. Anh ganh tị với tôi à? Tôi đã kêu anh học cách nhã nhặn hơn với phụ nữ rồi mà. Chết tiệt thiệt mà. Tôi đi quanh đây tìm thử, anh gọi điện lên tổng đài xem có tìm được chiếc xe taxi này hay không. Đại ca. Anh Sa Bì, một chút quà mọn, xem như là mừng anh ra tù. Sếp Lê, kiểm tra được chiếc taxi mà anh nói vừa mới tới bãi đậu container Nguyên Lãng. Năm xưa tao vào tù, để lại kiện hàng cho mày. Xem ra không chỉ gấp 20 lần chỗ này đâu. Không phải mày muốn chơi tao chứ, Bảo Liêm Phần. Tôi coi như kính lão thôi. Anh Sa Bì à, anh tưởng anh còn là đại ca sao? Anh không lấy, đỡ tốn. Có vài thứ muốn cho mày xem thử. Mày cướp vợ anh mày, phá người đàn bà của Cửu Long Trường. Bây giờ Cửu Long Trường ở vị trí cầm đầu. Nếu như anh ta mà xem đoạn phim này thì anh ta sẽ nghĩ sao hả? Im mày đi. Tụi tao hả? Tao có hẹn ăn cơm với người ta rồi. Nếu như tối nay tao không thể bước ra khỏi cánh cửa này gặp phải chuyện gì thì đoạn phim sẽ được tung lên mạng đó. Bye bye. Cảnh sát đây, tất cả ngồi xuống, tay để phía sau. Chết tiệt. Kêu mày ngồi xuống mà còn la nữa hả? Ngồi xuống. Đánh cảnh sát, muốn chết hay sao? Kêu mày đừng có nhúc nhích, ngồi xuống.
Con phải muốn ăn đạn hay không? Muốn đánh tao hả? Có phải gì không? Ba Đã, mày cũng giỏi thật đó, còn gọi tao là Ba Đã nữa sao hả? Thấy sang Bắc Hoàng làm họ hả? Muốn làm em tao sao?一夜期望天地大的一角 只想与你接近过，一天一天渺渺茫茫，简简单单并上的快乐，只有你可以随时都许可。丧笑，哪惯了遇到苦楚，也要去勇敢的撑过。又恨我尚有你懂我。